Xin chào, tôi là Đăng Sơn đến từ kênh VN Uptrend. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề rất cơ bản, đó là nguyên tắc khớp lệnh và các loại lệnh khi giao dịch chứng khoán. Đây là video trong chuỗi video chứng khoán cơ bản. Bạn có thể tìm thêm các video liên quan trên kênh VN Uptrend. Thời gian giao dịch cổ phiếu trên sàn Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 14 giờ 45 phút chiều, với 1 tiếng 30 phút để nghỉ trưa. 15 phút đầu tiên sẽ là phiên giao dịch mở cửa, phiên ATO. Tiếp đó thị trường sẽ diễn đến phiên liên tục và kết thúc bởi phiên giao dịch đóng cửa, phiên ATC. Sàn Hà Nội chỉ khác là không có phiên giao dịch ATO. Trong đó, thời gian giao dịch liên tục chiếm phần lớn và cũng là lúc thị trường sôi động nhất. Trong phần đầu video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc khớp lệnh trong phiên giao dịch liên tục. Nguyên tắc khớp lệnh. Thị trường chứng khoán là một cái chợ khổng lồ và cần có những nguyên tắc chung để hoạt động. Đã là mua bán và giao dịch thì nguyên tắc đầu tiên luôn luôn là ưu tiên về giá. Ưu tiên giá tức là với những lệnh mua giá cao sẽ được ưu tiên trước, còn với lệnh bán giá thấp sẽ được ưu tiên hơn. Tiếp theo đó, nếu như cùng mức giá thì lệnh vào trước sẽ được ưu tiên khớp trước, đây là ưu tiên về mặt thời gian. Để rõ hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu về ví dụ khớp lệnh và hình thành bảng giá. Giả sử tại thời điểm hiện tại chỉ có A và B đặt lệnh mua bán cổ phiếu X. Giả sử A mua 500 cổ phiếu với giá 11.000, B bán 700 cổ phiếu với giá 11.500. Chúng ta sẽ điền số liệu vào bảng ở phía trên. Bảng cấu tạo gồm 3 phần, phía bên tay trái là bên mua, bên phải là bên bán, và ở giữa là phần khớp lệnh giữa bên mua và bên bán. Chúng ta điền giá và khối lượng vào những ô ở phía dưới. Nếu xuất hiện thêm những mức giá khác, chúng ta sẽ mở rộng bảng giá sang hai bên. Tiếp theo, C mua 600 cổ phiếu với giá 11.200. Vì giá 11.2 lớn hơn giá 11 nên lệnh của C theo nguyên tắc ưu tiên về giá là lệnh mua cao hơn, sẽ xếp trước và đẩy lệnh của A. Chúng ta có sự thay đổi về bảng giá. Tiếp theo, D bán 1.000 cổ phiếu giá 11.1. Bởi vì có sẵn giá 11.2 đang chờ mua nên D sẽ khớp luôn với giá 11.2. D bán giá 11.1 nhưng khớp được giá cao hơn là giá 11.2. Tuy nhiên, chỉ có 600 cổ phiếu được khớp. Phía dưới gần nhất là giá 11, nhỏ hơn giá mà D muốn bán nên sẽ không khớp đến. Và 400 cổ phiếu chưa khớp của D sẽ chờ ở giá 11.1. Chúng ta có sự thay đổi về bảng giá như sau. Tiếp theo, E bán 500 cổ phiếu giá 11.1 và khối lượng này sẽ nhập với khối lượng chờ sẵn ở trên bảng giá. Tiếp theo, F mua 700 cổ phiếu giá 11.2. 700 cổ phiếu này lớn hơn giá chờ bán tốt nhất nên sẽ khớp luôn với giá 11.1 ở trên bảng. Do số lượng chờ bán ở giá 11.1 là 900 cổ phiếu nên sẽ còn dư 200 cổ phiếu vẫn chờ ô bán. Chúng ta có sự thay đổi bảng giá như sau. 200 cổ phiếu còn dư này là 200 cổ phiếu của E, vì theo nguyên tắc ưu tiên về mặt thời gian, E đặt lệnh bán cổ phiếu sau D cùng mức giá 11.1
nên D sẽ khớp hết trước, còn lại 200 cổ phiếu của E. Cứ như vậy, lệnh sẽ liên tục được đẩy vào hàng chờ hoặc khớp luôn. Bảng giá đầy đủ cho một cổ phiếu thường chỉ hiển thị 3 bước giá mua bán tốt nhất, sát nhất với giá khớp lệnh. Với nhiều cổ phiếu, chúng ta sẽ có một bảng giá đơn giản. Thêm một chút màu sắc theo quy định là chúng ta đã có một bảng giá cơ bản rồi. Và đây là bảng giá thực tế mà các bạn sẽ gặp khi giao dịch. Ẩn trong nó chính là nguyên tắc khớp lệnh mà chúng ta vừa mới tìm hiểu. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ học về các loại lệnh khi giao dịch chứng khoán. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại lệnh khi giao dịch, không bao gồm lệnh ATO và lệnh ATC. Hai lệnh này được chúng tôi giới thiệu trong một video riêng, các bạn có thể tìm thấy trên kênh VN Uptrend. Đầu tiên, lệnh cơ bản của mọi thị trường, lệnh giới hạn, lệnh LO hay Limit Order. Mô tả: lệnh giới hạn là lệnh thường hay lệnh đặt có giá. Đây là lệnh cơ bản của mọi loại thị trường, có thể đặt bất kỳ lúc nào ở trong phiên từ 9 giờ cho tới 14 giờ 45 phút chiều. Lệnh này sẽ tồn tại đến khi khớp hoặc hủy hoặc hết phiên giao dịch lúc 14 giờ 45 phút. Ví dụ, lệnh đặt mua 300 cổ phiếu Y với giá 11.1 như thế này là một lệnh giới hạn. Ý nghĩa của lệnh này là mua 300 cổ phiếu với giá 11.1 hoặc thấp hơn. Với bảng điện tử đang hiển thị như phía dưới, chúng ta sẽ tiến hành xóa khớp. Khi lệnh đẩy vào hệ thống, kết quả sẽ khớp 200 cổ phiếu giá 11.1 và còn 100 cổ phiếu sẽ chờ ở bên mua với giá 11.1. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh thị trường, lệnh Market. Lệnh này sẽ khớp ngay với mức giá tốt nhất hiện tại. Nếu là lệnh mua, sẽ khớp với mức giá bán thấp nhất, còn lệnh bán sẽ khớp với mức giá mua cao nhất. Lệnh này chỉ có hiệu lực trong phiên liên tục, không đặt được trong phiên ATO hay phiên ATC. Có một chút khác biệt của lệnh thị trường trên sàn Hà Nội và sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể. Trên sàn HO, lệnh thị trường gọi là lệnh MP. Khi đặt lệnh, nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo và tiếp tục xóa khớp. Ví dụ, mua cổ phiếu Y khối lượng 300 giá MP. Tại phần đặt giá, thay vì đặt một mức giá cụ thể như lệnh LO thì chúng ta sẽ đặt MP. Ý nghĩa của lệnh là mua 300 cổ phiếu với mức giá gần nhất. Giả sử bảng điện đang hiển thị như bên dưới, chúng ta sẽ tiến hành so khớp lệnh này. Kết quả khớp 200 cổ phiếu giá 11.1 và 100 cổ phiếu giá 11.2. Lệnh MP trên sàn HO tương đương với lệnh mua trần hoặc lệnh bán sàn. Chỉ khác là lệnh MP nếu vào hệ thống mà không có lệnh đối ứng thì sẽ tự hủy. Chúng ta sẽ chuyển sang sàn Hà Nội. Trên sàn Hà Nội, lệnh thị trường được phân thành 3 loại lệnh cụ thể, đó là lệnh MAK, lệnh MOK và lệnh MTL. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ đi vào ví dụ từng loại lệnh. Lệnh thị trường MAK. Lệnh MAK trên sàn HNX
là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần. Phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi đã khớp. Ví dụ, bán cổ phiếu Y, khối lượng 1.500, giá MAK. Chúng ta sẽ đặt MAK tại phần giá thay vì đặt một giá cụ thể như lệnh LO. Lệnh này sẽ được thực hiện một phần hoặc toàn bộ. Phần còn lại của lệnh khi chưa thực hiện sẽ bị hủy. Ví dụ như bảng giá phía dưới, chúng ta sẽ tiến hành so khớp. Hiện bên mua có hai bước giá là 10.9 và 11 với tổng khối lượng là 1.000. Như vậy, kết quả sẽ khớp được 500 cổ phiếu giá 11, 500 cổ phiếu giá 10.9 và 500 cổ phiếu không khớp sẽ bị hủy. Lệnh MOK trên sàn HNX là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay khi nhập. Ví dụ, lệnh bán cổ phiếu Y, khối lượng 1.500, giá MOK. Tại phần giá, chúng ta sẽ đặt MOK thay vì đặt giá cụ thể như lệnh LO. Ví dụ trong bảng giá phía dưới, với lệnh MOK bán 1.500, chúng ta sẽ có kết quả là lệnh này sẽ tự hủy vì bên mua không đủ khối lượng để khớp hết 1.500 cổ phiếu. Lệnh MTL. Lệnh MTL trên sàn HNX là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần. Phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO. Ví dụ, bán cổ phiếu Y, khối lượng 1.500, giá MTL. So khớp với bảng giá phía dưới. Ví dụ trong bảng giá phía dưới với lệnh MTL đặt vào, chúng ta sẽ khớp 500 cổ phiếu giá 11, 500 cổ phiếu giá 10.9. Còn lại 500 cổ phiếu sẽ trở thành lệnh LO, bán tại mức giá 10.8. Trên sàn HNX, sau khi kết thúc phiên giao dịch ATC là phiên đóng cửa, bạn vẫn có thể mua hoặc bán thêm cổ phiếu nếu biết dùng một loại lệnh đặc biệt, đó là lệnh PLO. Lệnh PLO mua hoặc bán cổ phiếu sau khi kết thúc phiên ATC. Giá đặt lệnh là giá đóng cửa và lệnh không thể hủy hoặc sửa. Thời gian đặt lệnh là sau khi kết thúc phiên ATC cho tới 15 giờ. Ví dụ về lệnh PLO bán cổ phiếu Y, khối lượng 300, giá PLO. Tại phần giá, chúng ta sẽ nhập PLO thay vì một mức giá cụ thể. Ý nghĩa của nó là bán 300 cổ phiếu với giá đóng cửa. So khớp với bảng giá phía dưới. Trong ví dụ phía dưới, giá đóng cửa là giá 12 và đang có 2.000 cổ phiếu được chào mua với giá PLO. Trong trường hợp này, PLO chính là giá 12. Khi bạn vào lệnh, lệnh sẽ khớp ngay với mức giá 12. Và như vậy, chúng ta sẽ khớp được 300 cổ phiếu với giá 12 là giá đóng cửa của phiên ngày hôm nay. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nguyên tắc khớp lệnh và các loại lệnh trên thị trường chứng khoán. Có một lời khuyên cho các bạn, nếu các bạn không thể nhớ hay hiểu hết các lệnh, hãy đặt cho mình một lệnh giới hạn hay lệnh LO với mức giá cụ thể. Điều này sẽ giúp các bạn tránh được những sai lầm không đáng có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn vào đăng ký để nhận thêm nhiều video chia sẻ của chúng tôi. Đừng quên ghé thăm trang web vnuptrend.com
để nhận về các khóa học hoặc nhận thêm nhiều tài liệu. Trân trọng và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.